Mến chào quý vị và các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ở hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một ca rất là hay và cơ bản về một cái bệnh lý thường gặp, đấy là sỏi tiết niệu. Chúng ta biết rằng là sỏi tiết niệu thường gặp và biểu hiện là đau ở vùng thắt lưng khi mà cái sỏi này gây ra biến chứng là giãn đường mày xuất. Bệnh nhân mà tôi giới thiệu ở đây là một bệnh nhân nam 40 tuổi. Tiền sử phát hiện ra sỏi thận nhưng mà không điều trị vì là không có cái triệu chứng gì và không có giãn đường mày xuất. Anh này bị đau quặn thắt lưng bên trái khởi phát đột ngột 3 ngày nay và bệnh nhân đi khám ở viện chúng tôi ngày thứ ba với tình trạng đau liên tục kèm theo sốt. Trên siêu âm thì chúng ta thấy những hình ảnh như sau. Hình ảnh siêu âm thận của cái bệnh nhân nhân này thì chúng ta hãy nhìn thấy. Đầu tiên là chúng ta thấy cái thận bên bên trái, đài bể thận thì giãn và ngay ở vị trí nối bể thận niệu quản chúng ta nhìn thấy một cái sỏi rất là rõ đẹp, và đây chính là cái nguyên nhân mà khiến cho bệnh nhân bị đau quặn thận là do cái sỏi từ trên thận nó di chuyển xuống niệu quản và nó gây giãn thận. Bệnh nhân này đồng thời là những cái trường hợp mà giãn cấp của đường mày xuất thì chúng ta có thể thấy một chút dịch ở quanh thận, thì một ít dịch ở cực dưới của thận trái cũng đã được nhìn thấy trên những bệnh nhân này với cái lát cắt đứng cắt dọc, còn cắt ngang chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái đường mày xuất của thận nó giãn nhẹ độ 2 kèm theo cái sỏi tăng ngâm kèm theo bóng cản rất là rõ ở đây. Bởi vì bệnh nhân này có thêm cái tình trạng là bị sốt cao cho nên là chỉ định chụp cắt lớp đờ đàn da để tìm xem liệu có các cái biến chứng nào khác nữa hay không của bệnh nhân này. Chúng ta hãy xem phim chụp ở thì trước tiêm. Phim chụp CT ở thì trước tiêm chúng ta có thể nhìn thấy thận bên trái có cái tình trạng là thâm nhiễm bờ thận không đều và cái khoang mỡ ở quanh thận thì chúng ta nhìn thấy nó có cái hình ảnh của tăng tăng tỷ trọng hơn so với cả bên tăng tỷ trọng hơn đó. So với cả cái bên đối diện này. Đây là cái tình trạng mà thâm nhiễm mỡ rất là điển hình trong những trường hợp tắc cấp đường mày xuất, đồng thời chúng ta nhìn thấy có sỏi ở trên thận. Đài bể thận thì giãn và thấy cái sỏi đúng cái vị trí của giống như là thấy trên siêu âm. Tiếp theo là chúng ta hãy xem cái thì động mạch. Chụp thì động mạch lên ấy, thì để chúng ta sẽ thấy là cái tương quan của mạch máu với cả cái sỏi thận nếu mà để có chiến lược điều trị kèm theo là các cái dấu hiệu và ngấm thuốc của thận kèm theo. Chúng ta nhìn thấy cái thận bên phải thì ngấm thuốc rất là mạnh, rõ vỏ thận rất là rõ với các cái tháp thận, với các cái cột thận nằm giữa tháp thận. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy so sánh với bên trái thì dường như là cái thận trái ngấm thuốc kém hơn hẳn so với thận phải, và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là hậu quả của cái việc bít tắc đường mày xuất cấp tính nó gây ra giãn đường mày xuất và gây ra tăng cái áp lực, tăng cái chỉ số sức cản cho cái hệ động mạch để đi vào cấp máu cho cái thận, và chúng ta thấy rõ ràng là thận trái được cấp máu ít hơn hẳn so với thận phải. Tiếp theo là đến thì tĩnh mạch. Thì tĩnh mạch thì chúng ta khẳng định một lần nữa cái tình trạng là thâm nhiễm quanh thận và ngấm thuốc thận trái vẫn rất là kém cả ở thì tĩnh mạch. Đồng thời chúng ta hãy nhìn thấy cái tình trạng dày thành của bể thận, đài thận và niệu quản ở quanh sỏi và trên sỏi, và niệu quản ở dưới sỏi chúng ta nhìn thấy thành rất là dày. Đây là cái hình của niệu quản, dưới sỏi vẫn là dày, trên sỏi thành dày và ngấm thuốc mạnh, đồng thời là có các cái sỏi nằm trên thận. Một cái phim chụp rất là quan trọng nữa ở thì muộn mà chúng ta cần phải quan tâm đến để xem cái giải phẫu của cái đường mày xuất của bệnh nhân này.
và đồng thời là cái chức năng thận bên trái còn bài xuất thuốc rất là tốt. Đấy, ở đây thì muộn chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái nhu mô thận vẫn còn cái thuốc cản quang, để chứng tỏ là cái ngấm thuốc của cái thận trái này nó rất là muộn, muộn hơn hẳn so với bên phải. Và đây là các cái vùng thận, mà vùng cầu thận nó đã tổn thương do cái tình trạng bít tắc của sỏi. Và dưới sỏi thì không có cái bất thường gì khác của đường bài xuất. Đây là cái hình tái tạo rất là rõ nét của đường bài xuất. Chúng ta thấy rằng là có cái sỏi nằm ở vị trí một vài trên và gây giãn toàn bộ cái thận trái, và nguyên nhân là vị trí hẹp không nối về thận niệu quản. Tôi xin bổ sung một chút về cái điều trị của bệnh nhân này. Đứng trước một bệnh nhân có tắc nghẽn đường bài xuất, có sốt, có đau thắt lưng thì chụp và siêu âm chúng ta thấy rất là rõ cái tình trạng viêm của đường bài xuất. Thì chúng ta cần phải quan tâm đến thứ nhất là xét nghiệm máu. Ở đây chúng ta hãy nhìn thấy cái xét nghiệm máu, kết quả bạch cầu là 16.000 rất là cao với bệnh. Đồng thời cái xét nghiệm mà thứ hai mà chúng ta cần quan tâm là xét nghiệm nước tiểu, thì ở đây chúng ta thấy rằng là bạch cầu niệu rất là nhiều. Như vậy chúng tôi đi đến chẩn đoán cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân có ứ nước thận trái độ 2 do sỏi niệu quản 1 phần 3 trên, và đồng thời là đang có cái nhiễm trùng nước tiểu của bệnh nhân này. Đi đến cái điều trị, một chút về điều trị thì bệnh nhân này sẽ có một số các cái phương án điều trị. Thứ nhất là tán sỏi nội soi ngược dòng, tức là luồn cái ống thông qua đường niệu đạo để lên trên niệu quản để tán sỏi, đặt GG. Phương án thứ hai là không làm gì với cái sỏi hết mà chỉ tạm thời dẫn lưu ra ngoài xuyên qua da. Thì với phương án điều trị thứ nhất thì nhược điểm là chỉ lấy được cái sỏi niệu quản, hoặc là đôi khi cái sỏi niệu quản nó sẽ bắn lên thận và sẽ không có khả năng để lấy sỏi nữa. Đồng thời là đang có cái tình trạng nhiễm trùng, can thiệp mổ xẻ vào thì nguy cơ là nhiễm trùng máu rất là cao trên bệnh nhân này, mặc dù là một bệnh nhân trẻ 42 tuổi. Với cái phương pháp điều trị dẫn lưu thận ra ngoài qua da thì có một cái lợi là can thiệp rất là tối thiểu, và đồng thời là điều trị kháng sinh một thời gian ổn định, thì sau đó là sẽ tán sỏi, có thể tán sỏi ống mềm ngược dòng hoặc là qua da để lấy được toàn bộ cái sỏi ở trên thận, trên thấp. Bệnh nhân này đã được chỉ định khá là hợp lý là một cái dẫn lưu thận qua da tối thiểu dưới hướng dẫn của siêu âm. Tôi xin nhắc lại một chút về cái hình ảnh siêu âm của bệnh nhân này. Ngay trước khi làm dẫn lưu thì cái thận nó hơi xẹp một chút, và đồng thời chúng ta vẫn còn nhìn thấy cái đường bài xuất nó dày rất là nhiều. Bệnh nhân này, cái cách thức làm can thiệp thì chúng tôi chọc một kim rất là nhỏ vào xuyên qua da dưới hướng dẫn của siêu âm vào bề thận, sau đó là chúng ta bơm thuốc cản quang lên để hiện hình cái đường bài xuất rất là rõ. Sau đó qua cái kim dẫn này thì chúng ta luồn một cái dây dẫn xuống, dây dẫn xuống để đưa xuống niệu quản, và sau đó thì đặt dẫn lưu. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái sỏi nó khuyết thuốc cản quang đây, và khi mà bơm thuốc cản quang vào đường bài xuất thì hiện hình cái đường bài xuất lên, và kèm theo là cái sỏi niệu quản nó di động lên xuống, và sau đấy thì bệnh nhân được đặt dẫn lưu. Và đây là hình ảnh nha, sau khi đặt dẫn lưu xong. Bệnh nhân này sau đó thì sẽ được điều trị bằng kháng sinh nội khoa, và sau đó sẽ điều trị thì tán sỏi chặn cái đường vào, và người ta sẽ lấy sỏi qua da, cả cái sỏi niệu quản, cả sỏi trên thận đều lấy được cùng một thì. Và để là đây là một cái phương pháp điều trị rất là ưu việt dành cho những cái bệnh nhân mà giai đoạn cấp do liên quan đến nhiễm trùng của nước tiểu trên cái nền là bị bít tắc do sỏi. Có một số các cái phương án được đặt ra, nhưng mà với bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì với sự phối hợp rất là nhiều các chuyên khoa khác nhau, thì chúng tôi sẽ làm những gì mà tốt nhất và nhẹ nhàng nhất, an toàn nhất cho người bệnh. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại ở cái video clip sau.